Thưa quý vị và các bạn, cách đây 58 năm, tháng 12 năm 1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài cần nâng cao chất lượng hàng hóa, đăng báo Nhân dân. Trong bài báo, người phê phán nhiều mặt hàng phục vụ sinh hoạt hàng ngày của nhân dân không bảo đảm được chất lượng do một số cán bộ và công nhân kém tinh thần trách nhiệm, làm ẩu, làm dối, chỉ biết chạy theo số lượng, trái hẳn với chính sách của Đảng và Chính phủ, làm thiệt hại đến lợi ích của nhân dân. Người yêu cầu mỗi xí nghiệp, mỗi hợp tác xã phải đảm bảo chất lượng những sản phẩm của mình. Trong bài báo, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nêu ra một số nguyên nhân, đó là vì một số cán bộ, công nhân và xã viên các hợp tác xã thủ công nghiệp thiếu tinh thần trách nhiệm, chỉ chạy theo số lượng, làm ẩu, làm dối. Và đề nghị Bộ Công nghiệp nhẹ và các hợp tác xã thủ công nghiệp cần phải có biện pháp sửa chữa những khuyết điểm đó. Phải giáo dục cán bộ, công nhân và xã viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Phải thi hành nghiêm chỉnh kỷ luật, làm hỏng thì phải làm lại. Phải có chế độ, mỗi xí nghiệp, mỗi hợp tác xã phải bảo đảm chất lượng những sản phẩm của mình. Đồng thời, bác chỉ rõ, để không ngừng nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa, chúng ta cần thực hiện phương châm chung là nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Năm 1957, trong một lần thăm nhà máy dệt Nam Định, cũng nói về nhiều, nhanh, tốt, rẻ. Bác cho rằng, có làm ra nhiều của cải mới có thể vừa tăng tích lũy để mở rộng sản xuất, vừa nâng cao mức tiêu dùng của nhân dân lao động. Và muốn sản xuất được nhiều thì phải luôn luôn cố gắng cải tiến kỹ thuật và giữ vững kỷ luật lao động. Nói về nhanh, bác khẳng định, để tiến bước ngày càng nhanh, phải có hai điều kiện. Một là không ngừng cải tiến công tác, hai là lúc nào cũng phải làm tốt bước chuẩn bị, hôm nay chuẩn bị cho ngày mai. Còn về tốt, rẻ, bác chỉ ra, làm nhiều làm nhanh mà không đi đôi với tốt, rẻ thì chẳng có ý nghĩa gì. Làm không tốt, sản phẩm xấu thì khó bán hoặc phải bán giá rẻ, xí nghiệp không có lãi, nhà nước không tăng được tích lũy. Cuối cùng, bác nói về mối liên quan giữa bốn vế trên. Điều quan trọng trước hết vẫn là nâng cao năng suất lao động. Tăng năng suất là tiết kiệm sức người, tiết kiệm thời gian lao động. Nhưng như thế chưa đủ, mà còn phải làm cho vốn quay vòng nhanh. Biết làm cho vốn quay vòng nhanh thì có ít vốn mà dùng được nhiều lần nên sản xuất được nhiều. Và chỉ ra bí quyết, muốn nâng cao chất lượng sản phẩm phải có tư tưởng làm chủ. Nghĩa là phải yêu máy móc như con, coi xí nghiệp như gia đình mình. Bác đã đi xa, nhưng những lời dạy của người về việc cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa vẫn còn nguyên tính thời sự. Thực tế, giá cả hàng hóa hiện nay không còn là mối quan tâm duy nhất của người tiêu dùng. Do đó, chất lượng sản phẩm là giải pháp cạnh tranh hữu hiệu. Nâng cao chất lượng sản phẩm đồng nghĩa với nâng cao giá trị của sản phẩm khi sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời giảm chi phí trên một đơn vị sản phẩm nhờ hoàn thiện quy trình đổi mới, cải tiến các hoạt động, giảm lãng phí hoặc sản phẩm phải sửa chữa. Cùng với sự tiến bộ của khoa học công nghệ, nền sản xuất hàng hóa không ngừng phát triển, mức sống con người ngày càng được nâng cao thì nhu cầu về hàng hóa ngày càng trở nên đa dạng, phong phú. Do đó, nâng cao chất lượng sản phẩm không chỉ làm tăng tính năng sản phẩm mà còn tăng độ bền, độ an toàn mỗi khi sử dụng. Nâng cao chất lượng sản phẩm không chỉ làm tăng khả năng cạnh tranh với sản phẩm cùng loại mà còn tạo uy tín cho doanh nghiệp trong việc thâm nhập thị trường, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, dễ dàng tiêu thụ sản phẩm, tạo ra doanh thu, giải quyết triệt để tình trạng sản xuất ra không tiêu thụ được dẫn đến ngừng trệ sản xuất, thiếu việc làm, gây ra khó khăn cho đời sống của người lao động. Thưa quý vị và các bạn, khi xã hội đang không ngừng phát triển thì người tiêu dùng càng có rất nhiều sự lựa chọn hàng hóa. Vì vậy, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về không ngừng nâng cao chất lượng của sản phẩm luôn là những chỉ dẫn quý báu đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hướng tới nâng cao uy tín chất lượng của sản phẩm hàng hóa Việt Nam, đảm bảo lợi ích người tiêu dùng. Chuyên mục Học Bác mỗi ngày xin được kính chào và hẹn gặp lại!